nhà băng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước với giá 78,98 triệu đồng một lượng và bán ra cho dân với giá không quá 80 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn 1 triệu đồng so với mức SJC bán ra thị trường sáng nay. Lúc 9 giờ, giá vàng miếng tại SJC là từ 79 đến 81 triệu đồng một lượng, giảm 2 triệu đồng cả hai chiều so với cuối tuần vừa qua. Giá tại các doanh nghiệp không tham gia bình ổn như Doji sáng nay cũng về dưới 81 triệu, giao dịch tại 78,95 đến 80,6 triệu đồng. Còn tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNG, vàng miếng được mua bán giá 79,95 đến 81,7 triệu. Đại diện một ngân hàng quốc doanh cho biết, do không nhằm mục tiêu lợi nhuận, họ dự kiến bán ra thị trường theo giá nằm trong biên độ cho phép, tức không cao hơn giá mua từ Ngân hàng Nhà nước 1 triệu đồng. Theo đó, chiều nay mức giá các ngân hàng thương mại bán ra thị trường không quá 80 triệu đồng mỗi lượng. Sáng nay, chênh lệch biên độ mua bán tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng neo quanh 2 triệu đồng. Từ 14 giờ 30 hôm nay, bốn ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank và SJC đã bắt đầu bán vàng bình ổn từ Ngân hàng Nhà nước ra thị trường. Lãnh đạo các nhà băng nói họ sẽ bán vàng miếng cho các cá nhân với số lượng không giới hạn, song không cung cấp vàng cho các tổ chức.